Chào các bạn, tôi là Khoa Vũ. Và ngày hôm nay á, thì Khoa Dư sẽ đưa các bạn đi khảo sát một cái mảnh đất ha, một cái mảnh đất rộng khoảng là gần 7.000 mét, chia ra là nó nằm ngay trên cái trục của cái đường là tỉnh lộ 46. Nói về con đường tỉnh lộ 46 ấy, thì là một trong những con đường huyết mạch ngày xưa của Phú Quốc, đúng không ạ? Thì cái mảnh đất này ấy, nó gồm có là trải dài là 23 mét mặt tiền, trải dài sang cả hai bên đường, đúng không ạ? Có nghĩa là cái con đường DT46 này là cắt đôi cái mảnh đất này ra, đúng không ạ? Thì tổng diện tích của nó vào khoảng là hơn 7.000 mét. Và bây giờ thì Khoa sẽ đưa các bạn đi fly, đúng không ạ? Fly cái toàn bộ cái quang cảnh của cái mảnh đất này. Và cái điểm đặc biệt nhất của mảnh đất này là gì ạ? Là như chúng ta thấy, đúng không ạ? Bây giờ Khoa sẽ quay ha. Khu vực này thì chính là núi, đúng không ạ? Khu vực núi Vô Hương, đúng không ạ? Đây là khu vực núi Vô Hương này. Thì cái núi Vô Hương này á là sẽ tạo ra cái thế cho cái mảnh đất này là gì? Là lưng tựa núi và mặt hướng ra biển. Vì bên này chúng ta là biển của bãi trường rồi, đúng không ạ? Khu vực này là chính ta là thuộc khu vực của bãi trường luôn. Chỉ vài bước chân thôi là chúng ta đã đi ra đến những cái ở khu vực tiện ích như là những cái dịch vụ của bãi trường. Những khu vực mà đang có những cái dự án như là Phú Quốc Marina, đúng không ạ? Hay là những dự án là Sonasi Resort and Villa của chủ đầu tư CEO cũng vậy thôi, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau fly, đúng không ạ? Fly để mà đi thăm toàn bộ cái mảnh đất này. Và bây giờ chúng ta đi thôi.